mùa xuân muôn hoa đỏ thắm, vòng vang có tiếng khen gọi ai xuân sang, ngọt ngào đã có em lẫn trong hương núi hương rừng, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi, hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quê, tình mà bị lèm để nhớ. Trong tiếng hót hòa đi, ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến mèo vạc yêu thương. Nghe em vang ngàn câu ca miền quê hương em đổi mới, rừng hoa ta thắt mạnh đẹp sao ngất ngây, rộn ràng chờ phiên đôi đứa hẹn hò, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một. Đi. Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay thì Hoàng Hiền tiếp tục cùng dàn diễn viên điện tử của mình đấy, trải nghiệm cùng dàn diễn viên điện tử đi gặt lúa thuê đấy. Có vợ chồng anh Thảo, có anh Tuân, có chị gái với lại em Thành đấy, tiếp tục trải nghiệm đi gặt lúa thuê. Tối về là sao? Hoàng Hiền muôn gà đấy. Bồi bộ sức khỏe cho dàn diễn viên điện tử. Ôi, gặt đồng hoa cào à? Như cái này họ gặt hết rồi nhỉ? Đã hết đâu đó. Đi quán rồi đó à? Giờ bạn đi quán đâu? Đây đây. Gần hết rồi. Học Tâm à? Dây bó à? Đây chắc giải đầu này chứ. Đây giải đây à. Đấy, giáp đây này, giáp đầu này này. Giáp đầu này. Lên đây mà đúng không? Lên dọc này. Giải dọc đây. Đấy cứ giải giáp bò đấy. Đấy, giáp đấy. Thành nó giải cho bác giả không? Thiếu lôi á? Đấy. Căng cái cỡ ra. Được rồi, thế được rồi. Đấy. Kia được, à cái máy đang ngặt kia đi. Máy này cũng bé.
Tí xong. Hả? Bao nhiêu Thành à? Anh Thảo cho xem bò gọn mà. Mà ông Thảo cho xem và giáp lên thì ông trở về trong kia cho họ đi. Ờ thế thì anh cho đi gánh xếp luôn lên xe à? Ờ. Cho giáp và đặt thẳng ở trên luôn. Cho xe vào trong rồi này. Đấy. Đấy, thế là được rồi. Đó. Cho hết luôn đấy là được. Rồi. Cầm hết dây rồi đúng không? Ừ. Mấy đứa ngồi đấy nhá, đừng vào bụi nhá, khâu gióng nhỏ nhá, ngứa người ấy. Mấy đang ở đấy chơi biết chưa? Đây đất nó cứng rồi nhỉ? Đúng rồi, bò cao quá, ui rồi. Nếu mà kia có đường nào thì kéo có xe đây được ấy nhỉ? Anh xem nào. Không được. Hả? Không được. Không lên được à? Lên được. Ây, nhà con bò nào đẹp thế nhỉ? Ừ, dạ. Dạ. Pha bò nhỉ? Ừ. Con này đẹp đấy. Nó pha bò. Ừ. À, con này cày bừa nó sướng. Con lai này á, nhỉ? Con này nó đẻ con rồi nó mới. Ừ. Với con đẻ 51 ấy nhỉ? Ừ. Mua phải chọn con 51 chứ. Chọn. Được chọn. Ừ, hỏi chủ nhà chứ. À, hỏi 51 mình mua chứ. Ừ. Ờ, nó đẹp phết nhỉ. Được ấy, nó ấy cái được. Ờ, đứng trên đường con vẫy tao. Sao? Gặp ở dưới đường ấy. Gặp mít sâu á? Ừ. Đi làm á? Ờ, anh đi làm đây. À thế à? Mít sâu này đi à? Này đi lúc trưa này mới đi bắt đang đang đỡ bắt xe đây. Ở đoạn nào? Ở dốc bẩn đi. À dốc bẩn à? Ờ. À thế là gặp mít sâu đi hôm nay nào. Ừ. Ừ. Anh sâu qua gọi chị gái không? Không. Không. hôm qua ông ấy bực rồi, ông bảo bạn này đang bán hàng, ông bảo này cứ gọi điện ông ấy. Hả? Ô, trẻ con đấy. Nào như nào? Gọi điện hôm nay gọi điện. Buồn ở nhà buồn đấy, không đâu tay ấy. Ba lúc bạn lúc chúng đi ra đâu ấy, con làm gì đấy lúc đi ra. Gọi phải con đúng giờ đi. Bà gái á? Gọi cho anh Sô á? Gọi Sô ông bực mình nhỉ. Chắc đang bán quần áo gì? Tục ấy. À. Gọi nó tục đâu. Ông bảo. Đéo làm gọi nữa, đéo làm chơi. Chết cười với dàn chiếc miếng điện tử. Úi giời ơi. Giàng nước ơi. Ờ. Em rồi. À. Thế mình chả biết gì. Được đấy, cứ buộc này được. Một cái này bãi này chưa đấy, tí là xong luôn rồi. Bãi này thưa lắm. Đó, thưa cây nhỉ. Mà nó bé này. Xong nơi rồi. Đó, cứ để ông tự bê được mà. Này gạt hết, mỗi người khoảng độ 3 gánh, không đè hết. Không đến. Đây là gánh không kỳ gạt kịp nữa. Đó. Mà ngay gần đây đất nó khô này, đi tí lên là xong. Ừ. Mấy bãi kia họ bỏ trống hết nhỉ? Đây có cái đồi ở đây. À cái đồi này có sim không nhỉ anh Thảo? Đồi này có. Ờ. Anh ấy chưa có đi lên đây lấy sim không nhỉ? Sim cây cảnh ấy, làm đánh cây về trồng. Có ấy, đây đầy đơn, có đơn ấy. Hả? Hoa đơn. Mẫu đơn ấy. Sim thì họ có giữ không nhỉ? À, sợ bây giờ họ bán nhiều họ mua họ giữ. Cái sim này người ta bán ngâm rượu của mình nhiều. Mấy đấy bây giờ họ làm cảnh nhá. Nếu cây nào đẹp á thì người ta sẽ người ta đào mất rồi. Ờ. Nên lượt. Ngọc ơi, bôi ở trên từ gần nước Ngọc ơi. Đổ lấy 5 xìm lắm. Huyền nhà chị á? Con nuôi ở đâu? Ở trên núi Ngọc à. Núi Ngọc á? Núi Ngọc là đâu hả chị? À là núi Căng đấy chị, đúng rồi, khu đấy nhiều rồi. Nhiều lắm, trên đồi bố là gần đồi, toàn cây to rồi. À, nhận bốn người đấy á? Con... Nhưng mà như nào mà nhận bốn người tận người đấy? Nó phải làm con nuôi mà. Cái huyền nhà chị á? Vâng. Xem thầy của thế à? Vâng.
Thế là, nhưng mà lại sao lại quen ông đấy mà nhận? Ông đấy lại là anh em nữa. À anh em nên là mình gửi gì? Không có con gái nữa. À. Thế là gửi ông đấy. Ừ. Anh em đang là hỗ trợ điểm đấy nhưng mà vẫn là con nuôi người ta. À. Thành này có nhận bố nuôi nào? Em có chứ. Có chứ. Ở đâu? Bà Liên đấy. Bà Liên Cảnh. À bà Liên Cảnh. Chú gì nhà chú Vĩ à? Bên gần nhà chú Vĩ à? Chú Vĩ vào. À bên bên Bảo Ly đấy. Anh cháu chú Vĩ à? Cháu ruột đấy. Cháu ruột đúng không? Ừ. Hôm nọ em ngồi em thấy ông bảo ông ai bảo là ông Vĩ mà chắc là chú Vĩ ở dưới nhà bà Liên em. Làm từ lúc em rẻ mà ông nhỉ? Từ lúc bé mà lúc bà sinh ra. Thế à? Em rẻ nhá anh Hiền nhỉ? Ừ đúng rồi. Chú Vĩ lấy vợ về bên đấy mà. Làm lúc bà sinh ra cho làm đấy rồi. À. Thế em nói em biết nên. Thế anh em nhà đấy như nào? Giống em ngày xưa cũng giống như chị Thành, em cũng nhận kiểu quán bán quán đấy. Nhưng mà quán. Nhưng mà nhà em có anh em với nhà bán điên đấy không? Không, không anh em. Không, anh à không ông bà già ngày xưa. Quen biết thôi, xong mà chú này là chú bán vải điện nhà bà Liên. À. Xong bắt đầu là đến tuổi chuộc thì không chuộc nữa cho làm con nuôi luôn. À thế à? Ơ thế bà ấy làm tịch cúng à? Làm tịch cúng mà. À. Ừ. Bán về điện nhà bà ấy, hết tuổi đến 13 tuổi, năm 13 tuổi là chuộc. Thế là để bia để luôn đấy. Mà chị không chuộc cho làm luôn rồi đấy. Cho làm con nuôi luôn. Ừ. Thế thì hàng năm phải đến đấy à? Đến đấy à? Ừ. Đóng đóng Tết các kiểu đấy à? Ừ. À. Ừ ừ. Nói được, mình thêm anh em giúp đỡ lẫn nhau. Ừ. Thế thôi vừa vừa thôi, cứ nhẹ nhẹ thôi. À, ít một. Nhanh không cái này gặt này bó to này về họ lại phụt thì nhanh như gió. Tí xong hết. Mai ngồi xe đổ rồi. Ờ, cho ngồi dưới. Đây mát mẻ nhờ. Ngồi dưới con ơi, không ngồi xe đâu. Ngồi dưới. Hiếu ơi lên trên đi. Cho luôn lên xe bò anh nhảo ạ. Tí nữa mất công mình phải cho lên. À. Ông Thảo khỏe đấy. Đấy. Bọn trẻ con chạy như tinh. Vợ Thành ngày nay đi làm đúng không? Vâng. À, tối mấy giờ về? Họ à, hôm nay như phải 8 giờ. 8 giờ. Ừ, vợ em Thành là như cái video trước các bác xem là Hoàng Hiền chia sẻ là vợ em mới là mấy hôm nay là mới xin được đi làm thời vụ ở ngoài chỗ Điểm Thụy. Đấy. Nhưng mà làm được 1 tháng rồi à? Vâng. Bởi vì công ty nó không ấy. Ừ. Thời vụ chỉ thế. Vợ em mà cũng không có bằng cấp gì đâu đúng không? Vâng. Không à. Có. Ừ. Không có thì xin rất khó. Mà chị gái ngày trước đi xin cả tháng rồi nhưng không được. Ừ. Thời vụ thế thì mất nhiều quyền lợi lắm. Mình vừa họ giả lương vừa mà vốn lương vừa thấp. Đấy mà chỉ được qua trung gian người môi giới. À. Mà làm mà nếu mà ai mà không uy tín thì còn trả được cái gì? Đấy. Cứ ghi trên văn phòng đến khi à. Như lương qua công ty đâu, ra văn phòng lấy văn phòng của người môi giới. Đúng rồi. Các bác có nhớ em Dua con của nhà anh Nữ ở trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng không? Mà đợt trước mà Hoàng Hiền tìm giúp cho mà đi làm ở Thái Nguyên này. Em đấy là cũng thấy là họ đăng cái bài tuyển dụng đi làm công ty ở trên mạng. Em đấy cũng không có bằng cấp gì. Đấy. Thế là đi làm ở dưới Bắc Linh đấy. Thế thì xong thì là gặp cái người không uy tín, họ chả dám 1.000 nào cả. Đấy. Thế là mất trắng luôn, chả có 1.000 nào. Làm bao nhiêu thời gian. Xong thì theo người yêu về Thái Nguyên làm xây, dựng. Đấy. May là Hoàng Hiền tìm được là đưa về. Đấy. Ôi trời ơi, lúa rụng ác chưa này nhỉ? Rồi. Anh em cứ nhẹ nhàng rụng hết của bà con này. Đó. Chín là một hạt lúa tiếc. Bãi này chín là bãi bên nó xanh nha. Bãi bên bờ này xanh nha. Ừ.
cấy không đều hay là nhiều lại mạ à, đầu đầu kia cơ bản nó gần bờ kia nó ớm là nó cũng ấy, ở ngoài nó nắng hơn, mới lại một phần người ta cấy sớm hơn. Ồ, à, đẹp phết đấy nhỉ. Vâng. Em nghỉ chứ không phải đi tập văn nghệ. Nhanh rồi, đã hết nửa bãi nơi rồi. Mày mát như du luôn. Dự báo ở thế là tối nay mưa to rồi này. Đi tối mưa to đi bắt ảnh. Tối nay mưa to rồi. Sao đấy nhỉ? À. Không ấy như khả năng đi tầm thu được. Được được nhỉ? Thế mà tối nay tối nay không đi bắt ếch ngoài đồng này cua cũng ra nhiều. Xoay cua là cũng có. Vâng, có nhiều. À. Tối nay đội ông Tuân ông Thảo mới thành lại kiếm ăn rồi. Nhá. Sao được ếch để em mua ít nhá. Ông Thảo nhá. Ừ. Sao? Ông Tuân bắt ếch chuyên nghiệp à? Không nào cũng được. Thảo hôm nay bắt được. Thảo trước đi bắt có thời điểm bắt đến 2 giờ sáng giờ. À đến được sáng. Có giờ đi tận sáng này. Đi bắt nó sáng quá không để ý bắt đến cả 300 mã luôn. Đi 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 từ mấy giờ? Đi từ 6 giờ. 6 giờ tối. Ăn tối xong đi xong rồi sáng anh không về. Sáng mới về. Không thấy anh về đêm ngủ lâu lắm. Cũng lâu à đúng không? Thế lúc ông về ông được bao nhiêu? Chục cân nữa mất cả tối mới được chục cân rồi á. Căn bản là mình lúc đấy mình đi xoay kiểu mới. À. À mới đi xoay cái... chưa kinh nghiệm à? Chưa biết kinh nghiệm mấy. À. Sau dần dần bọn anh bảo xoay cái đèn đỏ này, xoay mắt nó có màu đỏ nhìn phát hiện ra, thế là sau cứ thế thôi. Có cái xoay đèn đỏ này là nhìn thấy mắt nó đỏ loè á, mắt ấy chứ. Mà đỏ loè phát hiện ra. Thế cần đến vợt bây giờ không cần nữa. Không cần vợt nữa à? Bây giờ bắt tay. Túm tay luôn. Bắt tay luôn. Thế nó không chạy à? Nó chầm nhau cả đôi một thôi. À. Mùa sinh sản nó đúng không? Đúng rồi. Mưa nó ra. Đấy, thế ra. Con một mình thì túm cũng dễ không? Con một mình thì túm khó hơn tí. À. Nó ra cái nó chụp luôn đầu xuống nước luôn. Ừ. Nó nằm luôn tại chỗ này. À. Chịt đầu xuống. Thế anh bắt kiểu gì? Thế ra thế là tóm luôn thôi. À hai tay túm hai tay vồ luôn. Ừ. Hôm nay mưa sớm thì ông Tạnh để mình đi trải nghiệm với ông Thảo được. Có hai con nó chầm nhau nhá mà nó cõng nhau mà nó vẫn mình lên lửa dưới nước được. Vẫn nhảy dưới nước được. Ừ. À. Ấy cái bán có giá là nhỉ? Được 15.000 cân không? À nhầm 100.000 cân không? 15.000 vạn quên mất. Được không? Được 150 cân không? Mới đầu mùa phải đến tầm đấy đấy. À. 100, 150 gì đấy. Ừ. Thảo gánh nặng đây. Đi được không? Ôi giờ. May ở đất nó khô. Các bác xem ông Thảo ông gánh. Thương cha giá đồng bắt con kẹp con cua nuôi con đến người vai mẹ gầy khổ dòng sông lam chảy từ dòng la ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ anh đưa em về ghé bên Tam Xoa ai ơi có về Hồng Lĩnh quê cha. Hoành Sơn yên ngang vượt qua ngàn bão tố Đồng Lộc ơi mười bông hoa bất tử vì vô thiên cầm tàu anh ra khơi mình mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Lại đâu này ngồi bế em lại gọi em Vương lại phải chưa.
Hiếu đâu? Nghe gì chưa? Đưa em mày đầu này ngồi, không nghe đâu đấy. Ba anh em Thảo Tân Thành, chịu thương chịu khó làm ăn, hoàn cảnh sinh ra mồ côi các bạn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mấy anh em đùm bọc nuôi nhau, vất vả lắm, khổ sở, khó khăn. Ông Thảo rất thích mặc áo trắng nhỉ? Quả áo này đi hôm bắt cua vào bờ ấy, các bác gửi cho nhưng mà đi bắt cua vào bờ nó xé toàn luôn. Bờ tre. Quần áo của các bác gửi cho rất đẹp. Nó lại mấy nhà mà thoải mái thay đổi mốt. Thì ra là bây giờ hôm nay ông Thảo cả em biết cái đợt bà gái mà gãy tay bà gọi ông gọi cho anh Xô nhiều. Anh Xô đã bán quần áo. Gọi nhiều quá anh cứ trách. Chết cười bà gái. Ừ. Đừng nói nữa. Bà gái này bà thật thà. Đấy, tốc độ mạnh chưa, nhanh chưa? À, tàn ngay đi. Tàn thôi rồi. Đồng này mình chả thấy có thấy ổ cua gì nhỉ? Cái bãi ở trong bờ đấy chứ. Cái bãi dài dài. Dài dài đấy. Ở ruộng lắm cua. Vâng. Trên này cao khả năng mấy bãi dưới thấp thấp kia là có kìa. Vì bãi trên kia là đồng trũng hơn. Cỏ đây này, có bọ buộc này ăn nhất tỉnh. Đây, bãi lại chín hết. Cảnh gặt lúa quê hương. Các bác ở thành phố hay ở xa quê, các bác thấy nhớ quê hương không? Quê hương nơi mỗi con người sinh ra và lớn lên trưởng thành. Ai đi xa rồi cũng nhớ nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành. Nơi có những người thân yêu của mình, có những người anh em, những người bạn bè, có cha, có mẹ, có ông bà nuôi ta lớn lên trưởng thành. Đấy, vất vả nhọc nhằn để rồi ai đi xa cũng đều nhớ. Ôi, những bông hoa tự nhiên đẹp không? Nơi sinh ra câu hò điệu vì sống lam núi hồng cảnh vật như tranh, con chưa về để dằm thương dằm nhớ. Điều ví đo đưa trên sông được mùi hôi, giọt mồ hôi ướt vai chạt mặn, vất vả nhọc nhằn vẫn nâng bước chân con. Ông Thảo gánh rất khỏe. Nước ở trong xô nha, mỏi uống nước nhá. Nhà chị gái cỏ là được cái chỗ rào mưa hôm qua là ngon đấy nhỉ, không phải qua, tưới. Thì qua không qua và tưới cây lại tắc vòi ra tưới đấy. Mấy đêm qua mấy sáng nó có mưa ấy, là cỏ nó là, thôi, có phân chỉ cứ rác cái ra. Thì hoa đến đâu chị rác thôi đấy, phấn đấy mà. Ờ, toanh toanh nó ra, tốt. Nhóm tuần cỏ cắt đến nơi rồi gì nữa. Chỗ dưới ra hết, tốt hết. Đó. Chỗ bên cạnh thì trồng, tranh thủ trồng đi. Trồng cái gì trồng luôn đi.
Bây giờ lại nó nhe nhe tí nắng. Tối nhe nắng. Đêm qua dậy rõ ràng sấm chớp cái xe mà mãi còn sáng mới mưa. Ờ. Lại... Nó mưa mạn trên. Ờ. Mưa trên sấm chớp. Mưa lại mạn trên. Đây chỉ chớp thôi. Chưa ngó và gái ngó chưa? Nhưng mà mưa nó chưa to mấy. Mưa này chưa ăn thua. Nó phải mưa mạnh rào mạnh như là trước cơ. Mưa này nó chỉ đủ ngấm đất như này thôi. Còn chưa có nước để tích trữ. Nó nước to không? Ờ thế. Bé tí. Ừ. Ờ, không được nước đôi ra. Nước ra đứt hết. Đứt ra, nó khô à? Ờ. Ờ, không một tí xin ít lên bờ kia đầy chuối kìa. Xin ít, giật lên điểm cắt tí. Ờ. Hai người gặt, hai người bó. Mình ông Thảo cân gánh hết. Hết ra nửa bãi đấy. Nhà Thành là mới được một cháu nhờ. Mới được Vương phải không? Mấy tuổi nhỉ? 4 tuổi à? Vương đã được về thăm nhà ngoại nào chưa? Chưa cho nó về thăm nhà ngoại nào à? Ô thế Tết em không về thăm ngoại à? Có mình vợ về thôi. Mỗi mình vợ về thôi á? Chi phí đắt đỏ đúng không? Đắt đỏ, đi mỗi lần đi thì được. Đây các bác có thể cảm nhận được, bởi vì là em Thành thì là em mới hợp duyên với vợ của em ý thì là trong tận quê Nghệ An, mà nó là cái vùng núi. Đấy. Thế từ cái đường bằng lên trên nhà vợ em của nó bao xa? 30 cây à? Từ đường to vào á? Vào núi à? Vợ em dân tộc gì? Dân tộc Thái. Dân tộc Thái à? À trên Kỳ Sơn Nghệ An. À vùng Kỳ Sơn Nghệ An à? Ừ, à. Thủy điện bản vẽ. Ừ. Thế trên bản luôn gì á? Ừ. Lần trước anh tưởng vợ em ở miền biển cơ, hóa ra là vợ em là trên miền núi. À. Bởi vì các bác biết dọc theo cái miền Trung đấy thì là nó chia thành hai miền, một là miền ở phía Đông và hai là miền phía Tây. Ở phía Tây là vùng đồi núi, còn phía Đông là ven biển. Giáp Lào ấy ạ. Đúng rồi. Khu này vợ em còn gió nào bỏng rát đấy. Bỏng nắng cháy đen. À, chắc là vợ em lúc mới đầu quen em mà da cũng ngăm ngăm đúng không? Đen lắm. Bây giờ vẫn còn đỡ hơn. À. Bây giờ đỡ hơn rồi. Trước là đen lắm à? Đen mà. Gầy và đen à? Vừa đen vừa gầy. Ra đây béo lên. Trước là bao cân? Trước kia được 4 mấy cân. 4 mấy cân rồi à? 43, 44 cân. À. Da đen. Đó nên là các bác có thể cảm nhận được là cái nỗi vất vả như nào. Thành thì nó bị bệnh tim giống như anh Thảo Minh Quân, như thế là nó đi làm nặng thì mấy anh em làm nặng là không làm được các bạn. Với là làm thì phải nghỉ đấy, nghỉ thường xuyên. Mà nghỉ như thế thì cái đội thợ người ta thuê ấy, thì là người ta lại nói, người ta bảo là ông ấy lười. Thực ra thì là họ có nghĩa là họ biết là mình bệnh như thế rồi ấy, nhưng mà có nghĩa là thợ người thuê thì lúc nào họ cũng muốn là mình phải làm được thật nhiều việc cho người ta đấy, để họ có cái thu nhập. Cho nên là xin việc là khó. Đấy. Nên là cái công việc nó bấp bênh các bạn. Lấy vợ rồi nhưng mà nó chưa tổ chức đám cưới. Đấy. Chưa được làm chú rể, đưa vợ lên xe hoa. Đấy. Cũng như là rất ít dịp là có thể đưa vợ về thăm quê. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì là vợ em Thành thì có nghĩa từ khi cưới cũng chỉ 1-2 lần là em mới về vợ về được. Được về quê rồi. Còn Thành thì còn thằng Thành này thì là chưa về được. Bởi vì sao? Bởi vì là một người đi thì nó hết ít tiền, nhưng nếu mà Thành là đi thì con là phải đưa đi, mà đưa đi như thế thì cái tiền xe cũng như cái tiền chi phí nó hết rất nhiều. Cháu còn được vào một lần nữa. Hả? Cháu được vào một lần nữa. À, đấy nên là rất là vất. Đấy,
cãi nhau giờ chắc là vợ về là hai cái Tết rồi. Còn không, ông bà trong nhà đây còn khỏe không? Cũng ốm ấy ạ, vừa năm ngoái đi viện mổ thận. Mổ thận á? Ông hay bà? Phổi thận. Ông hay bà? Bà. Bà, ông bà bao tuổi rồi? Nhiều tuổi rồi. Gần 80 rồi. Gần 80 rồi à? À dạ. Thế nhà vợ em là có mấy anh chị em? 6-7 anh chị em. 6-7 anh chị em à? Nhưng mà chắc là vùng núi ở trên đấy hết đúng không? Ở trên đấy thì làm keo ấy. Làm keo, làm nương các kiểu. Anh hiểu cái như thế rồi, bởi vì là anh nhân bản nhiều anh biết rồi. Như thế riêng cái vợ thằng Thành nó ra thì sống thì mặc dù là cái nhà hoàn cảnh của Thành khó khăn như thế nhưng mà vẫn sướng nó rất nhiều so với nhà vợ ở trong đấy. Bởi vì đơn giản như cái về cái điều kiện sống của mình là cái khí hậu của mình nó đã thuận tiện, nó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cái thứ hai là đường đi lại là tốt hơn bao nhiêu rồi. Đấy. Cái hai đấy là sướng rất nhiều rồi. Trên kia quanh năm ngày tháng ở trên bản như thế. Nó mùa hè này các bác, mùa hè này nó gió Lào nó bỏng rát luôn. Đấy, cái gió mùa Tây Nam nó thổi từ cái vùng phía Bắc của Ấn Độ Dương nó di chuyển lên thì nó gặp cái dãy núi Trường Sơn đó các bác ạ, thì nó sẽ trút mưa ở bên cái sườn bên phía của Lào ấy. Và khi cái gió đấy nó sang được bên phía Việt Nam rồi thì nó không còn hơi ẩm nữa. Và nó không có khả năng gây mưa nữa mà nó chỉ có cái gió khô nóng. Cho nên là người miền Trung là một nắng hai sương là như vậy. Đấy. Gió nào nó đen sạm ra luôn. Đơn giản như miền Bắc này, bác nào mà các bác có dịp đi du lịch ở miền Trung, đi biển dọc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận ấy, thì nói chung là về mùa hè thì nó nóng vô cùng luôn. Đi tắm biển một buổi trưa ra một buổi thì ra cháy nắng luôn, không như ở miền Bắc mình. Miền Bắc của mình nó nóng thì nóng nhưng mà nó vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Đấy, cho nên về mùa đông của mình thì nó vẫn lạnh và mát. Mùa hè của mình thì nó vẫn dịu hơn trong kia rất nhiều. Bởi vì ở trong miền Nam thì là các bác trong đấy là có khí hậu cận xích đạo. Còn miền Bắc của mình thì là nhiệt đới gió mùa. Cận xích đạo là như nào? Có nghĩa là trong những cái vùng miền trong đấy là nó những cái vùng xích đạo là mặt trời nó chiếu nhiều. Mặt trời chiếu nhiều thì nó nắng nhiều. Mà nắng nhiều thì nó nhiệt độ cao, và nhiệt độ cao thì là nó rất bỏng rát. Đấy, cộng thêm gió nào nữa rất là vất vả. Bà gái này là cũng lấy chồng ở... chồng chị gái là ở Thanh Hóa hay Nghệ An nhỉ? À Nghệ An, thế là cùng quê rồi, cùng quê với vợ Thành rồi. Nghệ An đấy, chồng chị gái là ở chỗ nào Nghệ An? Chồng chị ở Đông Nghệ An. Huyện nào? Nhớ huyện nào không? Hả? Thanh Hóa, Nghệ An. Thanh Hóa là tỉnh Thanh Hóa rồi, nhưng mà ở trong không biết là gọi là tỉnh gì cũng biết. Thế là chốt lại là Thanh Hóa hay Nghệ An? Nghệ An. Nghệ An thì? Thế thì Nghệ An nó là khác, còn Thanh Hóa nó là hai tỉnh khác hoàn toàn khác nhau chứ. Em đang hỏi huyện nào của Nghệ An? Chồng chị ở huyện nào? Nhớ không? Không nhớ nữa à? Không. Bên Nghệ An rồi à? Như vợ Thành này ở Kỳ Sơn Nghệ An thì cái vùng đấy là vừa rồi là bị lũ lụt, nó còn lũ quét đấy Thành ạ. Lũ quét nó có một cái bản nó trôi hết đi đấy. Bị sạt lở nhiều lắm. Đó. Vùng núi Mía Tây của Kỳ Sơn Nghệ An đấy gì ạ? Nên là cái điều kiện sống rất là khó khăn các bạn. Đứa cháu nhà chị nó cũng lấy ngay ở chị. Thế à? Cháu nhà chị á? Ở ngoài mình đây á? Cũng đấy gần nhà chồng của chị. Thế sao mà quen được? Nó đi làm ở ngoài này. Ai đi làm ở ngoài đấy? Cái thằng Thìn ấy. Nhưng mà lấy vợ trong đấy á? Lấy vợ ở ngoài này. À, có nghe người con gái ấy. Người con trai này ở Nghệ An. Lấy vợ ở ngoài Bắc của mình. Đi làm ngoài này gì? Đi làm ngoài này. Vất vả lắm rồi. Ý, vợ ông Thảo đảo như gió. Chị gái này là nếu các bác mà theo dõi các video của Hoàng Hiền ấy thì là các bác cũng nắm bắt được, đó là trước đây thì chị gái chị có kể rồi, đó là chị gái chị đi làm ở Tây Nguyên, cái vùng Gia Lai nhờ đó, đi làm thuê là chồng sắn ở trong đấy, thế là chị có quen được chồng chị trong đấy, cũng cưới ở một tháng nhờ. Đấy, cưới ở một tháng trong đó. Nhưng mà sau đó thì chị phát hiện ra là chồng chị là có người khác.
là chị bỏ về về quê ngoài này đấy. Lúc đấy là chưa sinh con đâu đúng không? Chưa. Mới là một tháng thôi, thế là về ngoài này luôn. Thế là từ đó đến nay là, thế là chị có đăng ký rồi đúng không? Chị đăng ký mà. Ồ, thế bà ra tòa chưa? Hả? Ra tòa chưa? Ra tòa rồi. Ra tòa xong hết rồi gì? Xong hết rồi. Thế là biết là người tự do đúng không? Tự do. Phải thế chứ. Nên là cũng éo le lắm các bạn, bà gái này éo le cuộc tình, cũng số nó cũng lận đận để tình duyên gian truân. Ở đây thì có anh Tuân này, anh Thảo lấy vợ gần, hai ông lấy vợ gần, còn bà gái thì lấy chồng xa rồi cũng đấy. Em Thanh này thì lấy vợ xa thì hiện tại thì cũng đang rất vất vả đấy. Bên nội không có, bên ngoại cũng chả có đấy. Rất là vất. Cái mệt mỏi cuộc sống. Ấy, gật. Bà Thành nói gật nhanh. Hai diễn viên điện tử gật như gió. Bờ đây. Thế. Thảo gánh đầy đấy, không nặng à? Không, anh gánh quen. Gánh quen à? Nhẹ không chịu. Nhẹ không chịu được. Ui giời, ông đẳng cấp nhỉ. Ướt áo uống nước đi. Đó. Ví dụ như bình thường thì bọn em mà gánh không quen, em gánh một phát về, cơ mà sau em nằm bẹt không đi làm nổi. Ở nhà chứ, ở nhà. Ít là khó chịu, ngứa vai đúng không? Nếu em gánh, ví dụ em gánh vào là đỏ ửng vai luôn, rộp luôn. Úi, rồi. Bác sĩ không? Úi, quạnh bồ có ướt áo. Khỏe đấy. Úi. Được. Rất khỏe các bạn. Chịu thương chịu khó lắm. Úi, rồi, đào anh gánh tí. Ông ấy xếp vuông vét nhỉ? Ông ấy chứng tỏ rất nghệ thuật đấy. Ờ. À, đúng rồi, chở đúa họ phải có cái que như này nhỉ? Không có những que này xếp này là đi đường đổ ngay. Anh Tuấn anh đi kia kiếm dây chuối bó. Bãi là hai xe. Anh nhằm gánh nữa đi. Xong rồi là tí nữa em ngồi sau cùng anh em kéo cho. Cho anh đào em kéo cho. Hai xe về cho bà con. Anh trở về thăm quê em Hà Tĩnh, qua cầu Bến Thủy ngắm nước dòng Lam, lòng nôn nao những tháng ngày gặp gỡ, nghe em hát dần thương rồi nhớ. Hà Tĩnh ơi, thương quê sao còn mãi, bát nước che xanh sao đâm tinh xứ Nghệ, núi Hồng sông Lam bao đời vẫn thế, vẫn chờ đợi người con xa trở về. Anh muốn về thăm Hà Tĩnh em ơi, tìm chút bình yên như vòng tay của mẹ. Uống nước nhỏ ơi, uống nước cả nhà ơi. Mới chị em Thành à?
Ôi, nguồn nước đấy. Gần hết rồi. Ồ, chỗ này chưa đấy 15 phút nữa, đứt. Xong củ cước. Đấy, góc kia xong rồi. Bên này dàn lửa rồi. Hết gần 2 phần 3 rồi. Hơn 1 phần nữa. Úi, một thành mà đánh tí vãn góc này. Úi. Bài làm đúng là không ai chê điểm nào. Khán giả theo dõi video và bình luận rất nhiều, cũng như là gọi cho Hoàng Hiền. Bà này làm nói là chịu khó làm, khỏe, tốc độ nhanh. Bà gái này cũng mạnh. Bà này cũng chịu khó. Nói chung là các bác theo dõi video cũng như các bác bình luận rất nhiều nè, giúp đỡ những người mà chịu khó làm ăn đấy, người ta phải có ý chí vươn lên thì là nó rất là có ý nghĩa đấy. Còn những người làm mà lười làm thì thôi cho nghỉ luôn đấy. Các bác cũng theo dõi video của Hoàng Hiền, trong thời gian tiếp theo các bác sẽ thấy những người nào mà chịu khó thì là mình sẽ giúp đỡ, còn những ai mà lười là tạm biệt búp bê thân yêu đấy, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi đấy. Tạm biệt và không quay trở lại. Chú đừng nói lại nữa đi. Hả? Đừng nói người tạm biệt nữa đi. Không nhịn được cười à? À bà gái, bà nhớ cái bài hát ngày xưa bà học hát ở trong lớp học. Tạm biệt búp bê thân yêu. Lười là cho nghỉ khỏe hết. Hả? Khát nước xuống đây uống. Xuống đây uống xong lên. Uống đây. Ai khát nước xuống đây uống. Anh Tuấn cắt ngay kìa. Ôi, trời sầm sầm như kiểu muốn mưa sao nhỉ. Mưa đấy không đơn giản đâu. Nó đi bắt ếch. Được. Hôm nay là mưa sớm là anh sẽ đi với đội em trải nghiệm cùng đội ông Thảo đi bắt ếch xem. Hôm nọ sắm đèn mình chưa được test thử ếch buổi nào. Tí nữa ướt hết đống thóc. Cái gì? Tí ướt hết đống thóc. Đêm quá. Anh để đâu mà ướt? Thóc vào bao rồi, để ngoài sân. Ui giời ơi thế. Mất là lúc ướt mất thì để lên một ít ở dưới sân. Ông phải cho vào nhà ngang hay cho vào nhà? Phải cho vào nhà. Đó. Cho gái uống nước này. Đây còn gánh này này. Ông Thảo nước đi. Mồ hôi ra uống nước tiếp năng lượng chứ. Tiếp sức đi. Uống xong rồi lên chơi với em. Lên trong em. Uống ơi, có khăn nước không? Uống đi xong mày cầm cho em một cốc lên. Ờ. Cho các bác uống xong mày cầm một cốc lên cho em uống. Nó xuống cho nó nhặn. Thì Thành ra uống đi. Thì gái uống nước đi. Ông Thảo nói ông gánh khỏe rồi. Ông này gánh là số 1 luôn đấy. Mọi người nhớ ngày xưa mọi người đi dậy về xong gánh. Úi dồi, gánh một vài gánh, một vai đỏ rộp hết luôn. Mình không quen. Ông ấy chịu khó làm lũ vườn trại. Vẫn nhớ cái chi tiết là hôm anh ấy cải anh ấy đi. Hồi bé bố mẹ xuất sớm là anh Thảo anh ấy đi. Có xe khung anh đi bán đồ để nuôi em các em. Đi thành phố vì nó dọa nó nhận được xe của nó. Nó bách cái xe nó chở ấy luôn. Ông ấy không làm gì được. Nặng đấy nhờ. Mà đơn giản đâu. Anh ấy cho gì vào trong ấy. Nó ngã đổ ngoài đấy. Bao lúa thì đơn giản đâu. Cũng là kiếm một đồng tiền không phải đơn giản các bạn. Lao động bằng chân tay không hề đơn giản như nào. Bao nhiêu lít mồ hôi đổ lại ít tiền. Anh Thảo thấy lao động vất vả hay sao anh động viên con anh học giỏi đấy, kiếm nhiều tiền về mà nuôi bố mẹ.
theo cái đời mình làm chân tay này thì khổ lắm. Cho lại sau kìa, bớt sau kìa. Đấy, để giáp sau sau đấy. Đấy. Cho nó bình tí, nó bình bình nhẹ. Nhành mưa, mưa nơi rồi này. Trời, mưa chắc chắn luôn. Nó báo là mưa mà. Nhưng mà chưa biết là mưa sớm hay mưa muộn thôi. Nhưng mà sầm như này là dễ mưa lắm. Anh ấy chun chẳng vào đây. Nôi em nôi cho. Thiết đi. Được rồi, căng rồi đấy. Chắn luôn đấy đi. Có tên đen nữa mà. Rồi bây giờ Hoàng Hiền mấy anh Thảo trở về đã. Cái thời lượng video nó cũng dài rồi. Hoàng Hiền xin phép là lôi nó căng lên. Kết thúc cái video này ở đây. Các bác sẽ đón xem một cái video tiếp theo. Mấy anh em là trở về trong nhà cho họ tút ở trong kia. Mẹ ra là trở nốt cái một xe nữa ở kia. Hôm nay tối nay về ăn cơm nhà anh Thảo. Hoàng Hiền mua gà về nấu. Mời dàn diễn viên điện tử ăn uống bồi bổ sức khỏe. Có sức khỏe tiếp tục kiếm tiền nuôi con cái. Đấy. Cho được nữa đấy, dây dài. Ông Tuân không gánh được à? Ông Tuân tuần B rồi. Yếu nhỉ? Ông Thảo bệnh tim mà ông gánh ra trò. Đầu đấy nha, bộ đấy. Rồi, xin chào các bác nhé.